Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại sức khỏe cho mọi gia đình Việt và hướng tới việc là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mới đây thương hiệu sữa non Natromax đã ký kết với hệ thống nhà thuốc IDC Pharmacy và việc hợp tác kênh phân phối rộng khắp này là cơ hội để mang sản phẩm sữa non mang thương hiệu Natromax đến gần hơn với người tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sữa non được đánh giá là có giá trị dinh dưỡng nhiều gấp 10 lần so với sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành. Việc triển khai tư vấn dinh dưỡng bổ sung từ sữa non NatuMax sẽ tập trung vào hai đối tượng chính là trẻ nhỏ và người già hiện nay thì Trung mắc việt nam đang có chiến lược hợp tác với lại các đơn vị là các nhà thuốc nhưng đặc biệt là các nhà thuốc đó phải thật sự uy tín và có thương hiệu trên thị trường thì việc mà chúng tôi kết hợp với các nhà thuốc uy tín thì mặc định là chúng tôi sẽ có cái lợi thế là khi khách hàng vào lựa chọn cái sản phẩm Trung mắc ở các chuỗi của thuốc uy tín thì họ sẽ an tâm và yên tâm hơn không những là về cái khâu chăm sóc khách hàng mà cả về chuyên môn thì các chủ cái chuỗi nhà quầy thuốc thì họ đều là những dược sĩ uy tín, có trình độ chuyên môn cao. Tại các nhà thuốc của IDC trên toàn quốc thì chúng tôi không chỉ đơn thuần là khách hàng vào hỏi gì mua đấy mà tất cả các đội ngũ dược sĩ của IDC được huấn luyện, đào tạo để ngoài cái trình độ chuyên môn thì họ biết cách để xem thực sự là khách hàng của mình đang cần cái gì và thực sự là đang phù hợp với cái sản phẩm nào để lựa chọn cái sản phẩm mà tốt nhất, phù hợp nhất với khách hàng để họ đã sử dụng đạt cái hiệu quả được biết sản phẩm sữa non Natumark là sản phẩm có hàm lượng sữa non cao nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp từ New Zealand sản phẩm phù hợp với trẻ sơ sinh trẻ em người trưởng thành người cao tuổi mẹ đang mang thai và cho con bú đặc biệt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường huyết áp tim mạnh